Hello, ngày mới dân bảy chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bảy mua con vịt để về nấu cháo vịt rồi gỏi bắp cải nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem dân bảy làm. Đây là vịt dân bảy nấu cháo, đây là bắp cải dân bảy sắt rồi rằng lát bắp gỏi. Rồi giờ dân bảy bỏ vịt vô nấu cháo nha cả nhà. Quá đã luôn. Món cháo vịt này là quá phê. Rồi dân bảy làm cái nước cái giấm đang trộn gỏi. Muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, chút muối, rồi dân bảy trộn đều lên. Rồi dân bảy đổ cái nước sốt nãy dân bảy trộn vô gỏi. Giấm, đường, bột nêm, nước mắm, muối. Rồi dân bảy cho rau thơm với ớt vô. Rồi dân bảy trộn vậy là gỏi xong nha cả nhà. Rồi vịt chín rồi, giờ dân bảy vớt ra nha cả nhà. Quá đã. Rồi dân bảy cho mỡ vô. Dân bảy cho tỏi với gốc hành vô. Phi. Quá thơm. Hôm kiểu này dân bảy chịu đời sao nổi. Dân bảy cho nấm vô. Này nấm rơm nha cả nhà. Bột nêm. Chút nước mắm. Rồi dân bảy cháy sơ sơ rồi lát dân bảy đổ vô trong cháo. Quá thơm, dân bảy nuốt nước miếng gần ức luôn. Trời ơi, chịu đời sao nổi món này. Rồi dân bảy cho nấm rơm vô. Đó, trời ơi. Thứ nào mà chịu nổi. Rồi dân bảy nêm lại coi vừa ăn chưa. Quá ngon rồi. Quá vừa ăn. Giờ dân bảy cho gốc hành với hành vô. Dân bảy nhắc xuống. Quá đã. Cũng quá thơm luôn. Rồi dân bảy nhắc xuống nha cả nhà. Rồi dân bảy nấu xong rồi. Dân bảy chặt ra rồi cả nhà. Dân bảy mời cả nhà cùng dùng với dân bảy nha cả nhà. Dân bảy múc cháo. Trời ơi, cháo nấm rơm. Quá sức, gốc hành nữa. Dân bảy gấp thịt vịt. Trời ơi, dân bảy cho lậu vô nước mắm. Quá đã. Này dân bảy quay hơi tối và không được sắc nét lắm cả nhà, thông cảm cho dân bảy nha cả nhà. Dân bảy mời cả nhà miếng thịt vịt chấm nước mắm gừng với tỏi ớt. Rồi, nó đã. Có hành vô. Nó bê. Tôi chết vô. Đầu rồi chết nó cay. Ai ông bảy ngứa cái đầu luôn. Ớt caramel nó mua cái giường ở cỡ đâu mà nó cay, ông bả chịu đời không nổi luôn, quá sức. Gỏi bắp cải. Ông bả mời cả nhà. Trời ơi, nấm rơm vô. Quá lạ. Buổi chiều quá mát mẻ mà dân bảy ngồi ăn cháo vịt nước mắm tỏi ớt gừng ăn với bún, trời ơi còn cái thứ gì bằng nữa, quá ngon. Dân bảy cuốn một cuốn à. Đưa bắp cải vô. Đó, dân bảy cho cọng bún vô. Bãi cho thịt vô. Dân
đó, trong bãi cuốn lại, trời trời, bãi bắp luôn, quá đã. Thứ này chịu đời sao nổi. Trong bãi cho lâu vô nước mắm rồi gần tỏi ớt. Trời ơi, nó lậu vô vậy nó mặn kêu bằng rẻ mát luôn. Bỏ mời cả nhà. Mấy cái loại này cộng chung vô nó hòa quyện với nhau. Trời ơi, nó thơm thơm, nó ngọt ngọt. Thật thì nó béo, quá đã luôn. Món cháo vịt này rất là ngon. Tuy rằng nó đơn sơ giản dị nhưng mà nó quá ngon luôn. Bả cho nó lậu vô. Trời ơi, trong này có gừng, tỏi, ớt, nút cay, quá đã. Cho nó lậu vô. Cái bánh tráng kìa, nó khô, nó dai kìa, rẻ mạt luôn. Nó rút nước mắm thì dân bãi được ăn, mà dân bãi mà uống nước cho bằng bãi đi, ốc ách ốc ách như con vịt chim này. Bánh tráng mà dân bãi trộn vô nước mắm gần luôn, nó mặn chịu đời sao nổi. Bãi mời cả nhà nấm rơm. Quá ngon. Phải múc cháo vô. Đó, trời, cháo nấm rơm gốc hành. Thứ nào chịu nổi, quá đã. Phải mời cả nhà gốc hành với nấm rơm. Thịt vịt dân bãi cho lậu vô mà. Nó chầm ngất ở trong, nó mặn. Ớt vô. Ôi trời, cái ớt nó cay. Nó nhỏ xíu à. Cả nhà coi trái ớt mà nhỏ xíu mà nó cay kêu bằng rẻ mạt luôn. Quá sức cái trận này à. Nó ngon gì ông bả ăn vô. Quá phê. Vớt miếng gừng vô. Món cháo vịt đồng quê quá ngon. Trong bãi ăn hai chén cháo à, quá đã. Cháo nấm rơm nó ngọt nó thơm. Gỏi vô. Gỏi trong bãi cho lậu vô. Bãi mời cả nhà gỏi bắp cải. Quá lạ.
Tôi mời cả nhà. Gạch này chắc nó già cũng hơn dân bãi nữa. Trời ơi, nó dai kêu quá sức. Hai cái hàm răng dân bãi nó còn quá chắc chắn luôn mà. Dân bãi cắn nó muốn hỏng xong luôn. Quá dài. Qua đã. Lậu vô. Chiều mát mà chỉ ngồi ăn cháo vịt nước mắm gừng còn gì nấu nữa, quá đã. Chỗ này nó thấm giấm đường quế vô, trầu vô, nó thấm gia vị vô, nó thơm, rất là thơm luôn. Nó chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm. Nó hòa quyện vô với lại cháo núng, với thịt vịt nữa. Ông bả chịu đời, không mẩu luôn. Đợi gấp bún vô. Dịch vô. Dịch mà nó chầm ngách vô vậy. Bởi mời cả nhà. Bởi chan nước mắm vô luôn. Nước mắm gừng nó mặn. Cháo nấm rơm. Nấm rơm. Cay nhưng phải té ho luôn. Mời cả nhà thịt vịt. Phải làm thêm miếng cháo nữa. Cháo quá ngon. Đó. Trời.
Ngọc Thành. Dịch trong bãi cho lâu vô. Quá phê. Thịt nó cứng. Nhưng cẩu vô. Bãi chơi lớn luôn. Bãi bẻ cái đầu ớt à. Đủ quên quên trong bãi nuốt cái này, trong bãi té nghe. Liên bắp cải dân bãi cho nó lậu vô. Trầu. Dân bãi mời cả nhà. Quá thích chết một cây. Con bãi chịu đời của mẫu luôn. Cấp cho miếng nước sáo. Trời ơi. Nước cây thì con bãi rất hồi hộp luôn. Nãy giờ con bãi ăn gần nửa dĩa gỏi, nửa dĩa thịt vịt, nửa tượng cháo luôn. Ôi nó ngon trong bãi ăn quên quên cùng no cái bụng trong bãi no muốn bể cái bụng luôn. Quá thích cái trận này. Văn Bãi xin thành thật cảm ơn cả nhà xem hết video này của Văn Bãi. Nếu cả nhà thấy Văn Bãi làm cái món này có ngon, cả nhà cho Văn Bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để Văn Bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Văn Bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.